Ở clip này tôi xin giới thiệu về cách trồng cũng như đặc tính của cây thanh xà hay còn gọi là cây đuôi cong xanh. Về đặc tính của cây, loại cây này có nguồn gốc từ Nam Phi, là một loại cây bụi. Nếu như trồng tự nhiên, cây có thể đạt chiều cao khoảng 1m đến khoảng 1m2. Cây thanh xà là một loại cây bụi cho hoa quanh năm. Gần như loại cây này có thể nở hoa 365 ngày trong một năm. Loại cây này thích trồng ở những vị trí tương đối mát mẻ, có nắng nhẹ. Do đó, đối với những anh chị định lựa chọn một loại cây có qua quanh năm, đồng thời vị trí trồng ít nắng hoặc vị trí trồng nhỏ gọn thì loại cây này là tương đối thích hợp. Nếu như những ban công nhỏ gọn, đồng thời ít nắng thì có thể trồng loại cây này để tạo điểm nhấn cho ban công. Còn ở những vị trí có quá nhiều nắng thì có thể trồng cây trăm mỏi tím dạng rũ sẽ thích hợp hơn. Hoặc ở những lối đi sân vườn mát mẻ, dự định trồng một loại cây có hoa dạng trồng viền thì loại cây thanh xà này cũng thích hợp để trồng ở vị trí đó. Cây thanh xà không cần phải chăm sóc nhiều nếu như để tự nhiên không cần phải cắt tỉa, cây có thể phát triển chiều cao lên đến 1 mét. Nhưng nếu muốn khống chế cây cho nhỏ gọn thì có thể tiến hành cắt tỉa định kỳ cho cây. Khi đó thì kích thước của cây thường nằm ở cái khoảng 30 đến khoảng 40 cm tùy nhu cầu của người sử dụng. Một trong những nhược điểm của hoa thanh xà, nếu như loại cây này trồng ở vị trí có quá nhiều nắng đến buổi trưa thì cánh hoa sẽ không chịu được nắng thường sẽ bị teo tóp lại nhưng không rụng đến hôm sau thì cánh hoa lại bung và nở trở lại Đây là một cây thanh xà được trồng đất trong khoảng một năm. Hiện tại cây có chiều cao khoảng 60 đến 70 cm. về cách trồng cây thanh xà nếu như trồng cây thanh xà xuống đất có thể chọn vị trí xen giữa hai tán cây lớn để giảm lượng nắng. nếu như để cây thanh xà trực tiếp dưới ánh nắng của mặt trời từ sáng đến chiều thông thường đến trưa cây thường xuyên xảy ra hiện tượng bị héo rũ đồng thời các cánh hoa sẽ bị teo tóp lại không chịu được ánh nắng oi bức. Do đó, khi trồng đất hoặc trồng chậu cũng nên chọn những vị trí tương đối mát mẻ, có nắng nhẹ. Nếu như không có tán cây lớn có thể sử dụng một lớp lưới lan để che bên trên. Giữ cho cây tươi tốt. Thông thường, một chậu cây thanh xà khi mới mua về thường ở dạng cây con nhỏ gọn do đó có thể đặt cây xen lẫn với những cây cao bên trên để giảm bớt lượng nắng còn về cách cắt tỉa cho cây thanh xà loại cây này gần như nở hoa mỗi ngày do đó nếu như không cần cắt tỉa thì cây sẽ không phát triển chiều cao thường nằm ở dạng bụi gọn Muốn cho cây phát triển chiều cao nhanh đồng thời có nhiều cành nhánh trung bình mỗi tháng nên tiến hành cắt tỉa phần bông để giúp cho cây mau phát triển thực non mới đối với loại cây này do thân cành nhỏ gọn nên khi khách cắt, cắt tỉa chỉ cần cắt bỏ phần hoa Còn về đất trồng cây thanh xà, tôi thường sử dụng 3 loại vật liệu để trồng cây thanh xà, bao gồm vỏ trấu, xơ dừa và tro trấu. Ba thành phần này trộn đều với nhau. Nếu như ở Sài Gòn thường có đất sạch tri bát, có thể dùng đất sạch tri bát trộn với khoảng 20% vỏ trấu để trồng cây thanh xà. Thông thường sau khoảng 3 đến 4 tháng có thể tiến hành thay chậu, thêm đất trồng mới cho cây thanh xà. Còn về chế độ phân bón cho cây thanh xà, trung bình mỗi tháng có thể rải bổ sung cho cây thanh xà một lần phân tan chậm. Nếu như trồng ở chậu đường kính từ 20 đến khoảng 30 cm có thể sử dụng khoảng 20 hạt phân tan chậm. Loại phân tan chậm khô mốt này có bán rất nhiều trên sen đỏ hoặc shopee